toàn nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sao nẻo khôn mi lần bước ra. Rải tính ngộ ấy hà quyết giấc, đèn đau tâm sáng rực soi đường. Cầu tu cho đạt ngộ hương, quay gươm trí huệ ma dương hải hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý, trọng sắc thân giám thì lục căn. Đề tài buổi thuyết giảng hôm nay là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Đề tài bốn câu giảng này do Giáo lý viên Trung ương ông Trần Đông Hải trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý quan khách và đồng đạo trên dưới 100 người trở về đây tham dự vào buổi sáng ngày rằm tháng 3 Giáp Thìn 2024. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân duyên hội đủ, thế nên tôi được sự nhã ý của ban trị sự tại xã Bình Thủy, nơi Đông An Tự của Châu Phú, và sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương trở về đây. Chứ tính ra trên dưới cũng gần một năm rồi đó quý vị, tôi không có dịp để trở về đây. Với lý do là ngày 12 tháng 8 năm 2023 năm rồi, kỷ niệm lần thứ 167 năm ngày Phật Thầy Tây An Viên Tịch, tôi trở về thành phố Cần Thơ để rước giáo lý viên Dương Văn Minh trở về nơi Nam Thái Sơn, ban trị sự Nam Thái Sơn ở chỗ anh Chính Vọng đó quý vị. Hai ngày sau, tức là ngày 14 để thuyết giảng, nhưng mà về tới huyện Châu Thành của An Giang chúng ta đó là bị tai nạn độ khoảng 11 giờ rưỡi. Hôm nay nữa là trên dưới 7 tháng lẻ mấy ngày, cho nên vì vậy mà gần một năm đã trôi qua, tôi không có được dịp để trở về đây để gặp gỡ quý vị. Với lý do là khó gặp chữ không không mà có, trên đời làm gì nó được suôn sẻ phải không quý vị? Nhưng mà nó cũng không ngoài những cái vấn đề mà Đức Thầy cho biết là ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàn thối chí cùng chăng. Nếu bền lòng vì quả cao thắng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật tánh. Nếu hết cơn bỉ cực cũng tới kỳ thế lai. Cho nên hôm nay nhân duyên hội đủ,
tôi trở về đây gặp gỡ qua quý vị với chuyên đề 4 câu trong bài Sa Đéc mà Đức Thầy đã sáng tác vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn tại Sa Đéc 1940. Phẩm kinh này dài 172 câu. Chúng ta có 1004 từ, nhưng hôm nay tôi với quý vị không tìm hiểu hết 172 câu và 1204 từ, mà chúng ta chỉ tìm hiểu qua 4 câu, 28 từ. Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh cần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Trước khi đi vào tìm hiểu ý nghĩa của 4 câu, lời nói đầu tiên Trần Đông Hải xin gửi đến quý vị và quý quan khách cũng như đồng đạo hiện diện lời chúc phúc tốt đẹp trân trọng nhất. Kính thưa ông Di Ngọc Phước, thành viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang, và kính thưa ông Trần Công Trạng, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thủy nơi Đông An tự, và kính thưa tất cả các phó trưởng ban và các thành viên trong ban trị sự của xã Bình Thủy, nơi ban trị sự ở đây chỗ Đông An tự, và kính thưa tất cả các phó trưởng ban và các thành viên các xã trong Châu Phú và các xã huyện cũng như Kiên Giang hiện có mặt ở đây trở về đây tham dự, thì các xã, các huyện, các tỉnh bạn như ở hòn đất Kiên Giang thì có ông trưởng ban Phạm Xuân Vọng cùng đi với phu nhân, và ở Thạnh Mỹ Tây nơi nguyên quán của tôi thì có anh Hai Thông cũng là thành viên trong ban trị sự của xã Thạnh Mỹ Tây, và cùng tất cả các vị khác cũng trong huyện, trong xã của Châu Phú. Kính thưa toàn thể quý quan khách, các mạnh thường quân, các bậc thiện trí thức, trên dưới 100 người trở về đây tham dự, chúng ta thật là may duyên tốt phước. Thế nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Ngài đã xác nhận rằng nước biển chỉ có một mùi mặn, còn đạo ta chỉ có hương vị giải thoát mà thôi. Đức Thầy cũng đồng quan niệm như trên. Đạo Phật là đạo từ bi, bác ái, dĩ đức hảo sanh, khoan hồng đại độ. Tuy tình thế có đổi thay, tấm lòng nhân chẳng đổi. Thế nên Ngài đã đượm nét từ bi qua những lời căn ngôn mỹ từ vô cùng tuyệt tác. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Đời phải biết suy kim nghiệm cổ, không có đồ dựng nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng rước nợ quan khiên, cứu bá tánh khỏi nơi lao khổ. Thưa quý đồng đạo, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy đã nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào, hay là đại đồng chuông đạo bon ngân cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê, hoặc chuông lên cứu ba hồi dục thúc đờn lôi âm khởi điệu êm tay. Con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chí dắt người lãnh tục. Từ ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939 cho đến ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, Đức Thầy chúng ta tạm ngưng và Ngài đã vắng mặt. Khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939 cho đến ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, Thầy ta trụ thế 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày.
Nhưng mà Ngài đã để lại một kho tàng giáo pháp. Tính từ năm 1947, ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, cho đến ngày hôm nay, Thầy chúng ta tạm vắng mặt 77 năm. Và tính từ ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hôm nay đúng không vậy, cho đến 18 tháng 5 2024 này thì chúng ta đã tròn 85 năm. Thưa quý đồng đạo, thời gian nó cũng không quá ngắn và thời gian cũng không quá dài. Nó chỉ lấy cái mức trung bình thôi quý đồng đạo à. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy tự hào và hoan hỷ. Nhất là trưởng nam, còn nhì đối vị là con út. Thế nên Đức Thầy cho biết dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc khôi hài, ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thối chí cùng chăng. Nếu bền lòng dị quả cao thắng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, mới phải bền lòng, ráng bền lòng mới rảnh trần ai. Thì tới cái câu chúng ta sẽ cùng nhau để bàn mà quý vị đã thấy đã ghi sẵn trên bảng. Vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn 1940, mặc dù bị người Pháp lưu cư rày đó mai đây, nhưng Đức Thầy đã biểu hiện cái tình từ bi bá thái. Chẳng hạn như tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ, chứ không có một gì giận hờn hay thù oán quý đồng đạo à. Mỗi một vị Phật ra đời đều có tam thân và tứ trí. Pháp thân, báo thân, thiên bá ức quá thân, Đức Thầy chúng ta đều có đủ đầy. Còn về tứ trí đó, đại duyên cảnh trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi thành sở tác trí, Ngài có đủ bốn đức trí ấy. Vì vậy mỗi một vị Phật cũng đều có bốn đại đức. Một là từ, hai bi, ba hỷ, bốn xả. Đức từ thì Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng gì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Đức hỷ, thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng gì thế mà sanh lòng buồn bã. Đức xả, ngày chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng liền xa hết các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm làm lỗi, chẳng còn dưỡng diễn chi với cuộc lợi danh tài sắc. Mặc dù bị câu lưu như thế, nhưng lòng bác ái của Ngài đã thể hiện rất là rõ nét quý vị, rất là rõ nét. Thưa toàn thể quý quan khách và chư đồng đạo kính mến, trong bài Sa Đéc đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn, mời quý vị cùng chúng tôi để tìm hiểu qua bốn câu. Câu thứ nhất: chốn Phật đường ráng trao đức hạnh. Mời quý quan khách và đồng đạo tìm một vài từ ngữ khó. Chỉ chốn ở đây có nghĩa là một danh từ để chỉ cho cái nơi, để chỉ cho cái nơi. Phật đường là nơi thờ Phật. Chẳng hạn như quý vị thấy tại ban trị sự này, phía trước chân dung Đức Thầy đó quý vị, thì cũng là Phật đường, tức là nơi thờ Phật, hay là chốn Phật ngự. Rồi bên kia đó là, tôi không muốn nhắc đến cái chỗ là Đông An tự đó nghe quý đồng đồng. Vậy từ chốn Phật đường là nơi thờ Phật và nơi Phật ngự. Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, xét cho kỹ cái quyền nghĩa của nó,
là Đức Thầy muốn ám chỉ so sánh tỷ dụ để nhân cách quá. Có nghĩa là nơi nhà của tín đồ, tức là đồng đạo chúng ta đó quý vị, đều có ba ngôi thờ rất rõ ràng. Chẳng hạn như cửu huyền thất tổ chẳng thờ, thì ngôi cửu huyền thất tổ, ta sinh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thở bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên. Nên cái ngôi đầu tiên là tượng trưng cho thánh đạo thế gian và thánh đạo xuất thế gian, tức là ngôi cửu huyền thất tổ. Quý vị nghe qua 12 câu nguyện năm Tân Tỵ 1941 có cái bài nguyện trước ngôi cửu huyền thất tổ là đầu cuối lại cửu huyền thất tổ tới 20 câu, quá dài, cho nên thầy chúng ta mới cắt bớt bỏ đi 8 câu, còn lại 12 câu là cúi kính dâng hương trước cửu huyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Đầu tiên thì chúng ta nguyện với thánh đạo, nhưng mà cuối cùng nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Thế nên tôi mới dám dùng cái từ là thánh đạo thế gian và thánh đạo xuất thế gian. Qua 12 câu nguyện rồi đến cái bài quy y. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Rồi thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Đông Tây Nam Bắc là 4. Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc Thượng Phương Hạ Phương là 10 phương. Thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Phật Tổ là muốn nhắc về Đức Thích Ca Mâu Ni là Ngài Giáo Tổ nơi cõi Ta Bà, và cũng muốn nhắc về giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương năm Kỷ Dậu 1849, tức là ông Đoàn Minh Quyên đó quý đồng đạo. Phật Tổ Phật Thầy, còn Phật Thầy ở đây nữa đó, là cũng muốn nhắc trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo là kết quả chúng ta tu Phật sẽ được thành Phật. Vậy thì ngôi Tam Bảo là đại diện cho 10 phương chư Phật, ngoài kia là bàn thông thiên, vừa đại diện cho tiên đạo và đồng thời cũng vừa đại diện cho Phật đạo. Đối nhìn gạch giá khắp từ nhà, bỏ đạo suy đồi thấy xót xa, bàn Phật giữa trời hương không đốt, bông hoa chung nước dẹp đấu cà, bình thời Phật Thánh không ai nhớ, tới mà có cái chuyện khổ rồi đó, réo mời thịnh giữ a. Chúng ta mà tu hành đó quý vị là phải đó là trong sạch cả bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên qua cái bài kệ vào năm Canh Thìn 1940, khi lưu cư và dời chân đó đây để mà quá đạo, thì Ngài có viết về tới bài kệ đó là bàn thông thiên. Đó, nhìn gạch giá khắp từ nhà, bỏ đạo suy đồi thấy xót xa, bàn Phật giữa trời hương không đốt, bóng qua chung nước dẹp đâu cà, bình thời Phật Thánh không ai nhớ, nhưng mà khi hữu sự thỉnh mời réo giữ a. Vậy thì thưa quý đồng đạo, qua cái đoạn kể trên quý vị cũng biết bàn thông thiên vừa đại diện cho thông đồng cả 10 phương chư Phật. Nhưng mà chúng ta nói đó, cho nó gọn lại là Phật Thánh Tiên Đông Độ Lướng Sang, miền Nam Địa phân chia đẳng cấp. Vậy thì chốn Phật đường là muốn ám chỉ cho từng nhà, từng nhà, từng nhà cá nhân của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là nơi thờ Phật, rồi nơi Phật ngự. Tại sao tôi dám nói cái từ nơi Phật ngự? Bởi vì Đức Thầy đó quý vị, Đức Thầy có hé lộ về cái huyền bí cho chúng ta biết. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ hay hoặc giả là tuy là hữu ảnh vô hình. Chữ hữu tức là có chân dung,
của Đức Thầy, gọi là hữu. Tuy là hữu ảnh vô hình, không có hình tướng, nhưng mà khi chúng ta thầm tưởng là sao quý vị? Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai. Đó, cho nên chốn Phật đường ráng trao đức hạnh là nơi thờ tự của người tín đồ Phật giáo hòa hảo nói riêng, đều là nơi chốn Phật đường. Vậy thì nơi chốn Phật đường chúng ta phải ráng quý vị. Cái chữ ráng ở đây đó là những điều nào khó chúng ta mới làm, mới ráng quyết chí để làm. Còn nếu dễ thì ai làm cũng được hết. Cho nên mình đâu có ráng thôi không quý vị. Ngược dòng thời gian tính về Phật lịch năm nay đó quý vị là 2500 gần 80 năm, từ năm 624 tức là Tây lịch trước Chúa Giêsu giáng sanh 624 năm, Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài đã đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624. Thì lúc bấy giờ ở tại Vương quốc Ấn Độ và 6 vương quốc khác lân cận nơi thành Ca Tỳ La Vệ, 94 mối đầu, 94 mối đầu. Còn theo kinh Di Đà sớ sau của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không thì ông lại nói là 96 mối đầu. Còn theo bộ Phật học phổ thông của Thầy Thích Thiện Hoa bên Phật giáo Việt Nam là ông viết đối với đồng đầu là 94 mối đầu. Nhưng tại sao ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước Chúa Giêsu giáng sanh 624 năm, Đức Phật ra đời để rồi 19 năm sau, ngày thở ấy lên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao khen lao khổ xiết chi, sau ngày đến gạch ni liên thiền, thấy cỏ qua cảnh bắc tham thiền ngồi khổ hạnh, 6 năm bên ấy đạo gần đắc ma dương khao khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Từ năm 19 tuổi cho đến 5 năm tầm học các đạo, 6 năm tu khổ hạnh cộng lại là 11 năm cộng với 19, rồi quý vị thấy á. Thì bây giờ mình kể như á là 20 tuổi đi, cộng với 11 năm, rồi mình trừ cho á là 19, trừ cho 1 đối với vị là 30. Ngày thành đạo tròn 30 tuổi, lúc bấy giờ ngài mới thuyết năm thời pháp: Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, A Hàm, Thập Nhị, Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên, Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Cộng Bát Niên. Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật là kỳ thứ nhất, một trong năm thời nói pháp của 49 năm. Tam Thất, tam là ba, thất là bảy, ba lần bảy là 21, tức ngày nói thời thứ nhất kinh Pháp Hoa 21 ngày, A Hàm, Thập Nhị. Thời thứ hai ngày nói kinh A Hàm Thập Nhị là 12 năm, Phương Đẳng Bát là kinh Phương Đẳng thời thứ ba 8 năm, Nhị Thập Nhị Niên, Nhị Thập Nhị Niên là 22 năm, Bát Nhã Đàm tức là ngày nói kinh Bát Nhã Kim Cang, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên tức là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn Đức Thầy Đức Phật nói 8 năm, cộng lại là 49 năm. Trong 49 năm này chia làm năm thừa, tức là năm loại phương tiện để đưa người hành giả ra khỏi bến sông mê trở về bên kia bờ giác, cho nên gọi là ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Ở đây Đức Thầy cho chúng ta biết đó quý vị, ráng tu đắc đạo cứu chủ huyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc hậu cơ quyền. Chúng ta muốn cứu được chủ quyền thất tổ, thất tổ chủ quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên. Cái từ mỉa mai ở đây theo từ điển đó là quả chăng có thể, đồng đạo mình nên nhớ nha. Chứ cái từ mỉa mai không phải là nói một cách mỉa mai châm biếm, mà từ ngữ đó quý vị, về từ ngữ của từ điển Việt Nam, từ điển Việt Nam đó là hai quyển dày như thế này quý vị, theo cái đó là khẩu giấy A4 đó, thì ông Trịnh Văn Thanh đó, Nguyễn Thượng và Nguyễn Hạ, chữ mỉa mai ở đây là có thể quả chăng, cái nghĩa của nó là như vậy.
mỉa mai xa lánh sáu đường duyên. Tức là nhờ con cháu tu đắc đạo, quả chăng hay có thể tu quyền thất tổ mới được giải thoát. Chứ cái từ là mỉa mai ở đây không phải là chê bai, không phải là hờn trách, hay hoặc giả là nói một cái là cách khác, nói một cái cách khác. Vậy thì cái từ là mỉa mai ở đây là có thể hay là quả chăng cứu được ông bà tổ tiên. Chúng ta phải chứng vào trong tứ thánh quả, thinh văn quả là La Hán, duyên giác quả là cao hơn A La Hán, Bồ Tát quả là cao hơn thinh văn và duyên giác, còn Phật quả là gốc. Bởi vì trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó thể sánh đo cùng này. Cho nên chúng ta chứng vào trong tứ thánh quả mới có thể mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, hay hoặc giả là đến ngày biển cạn nó mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Ngày 25 tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, 37 câu bài cho ông cò Tào Hảo, Đức Thầy viết cho ông cò Tào Hảo, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng đó, tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo. Và câu cuối cùng rồi đó, lắng tai nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Mặc dù 37 câu nhưng nghĩa lý vô cùng thâm quyền và quảng quật. Thưa quý đồng đạo, cho nên chốn Phật đường ở đây là nơi thờ Phật. 49 năm Đức Phật trụ thế cũng chia ra làm năm thời nói pháp, 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày, từ 18 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 2 nhường năm Đinh Hợi 1947, 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày. Nhưng chúng ta cũng vẫn tự hào thời gian tính ra chưa bằng 1/3 của 49 năm Đức Phật trụ thế. Nhưng Đức Thầy chúng ta đó, nội hàm của nó cũng vẫn có ngũ thừa Phật giáo. Bằng chứng là quý vị thấy nè, trong sấm giảng của Đức Thầy tới đâu cũng tỏ thiệt hơn nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây. Vậy thì đờn 5 giây ở đây đó là dụ cho năm thời pháp, năm thời pháp của 49 năm khi Đức Phật trụ thế, và cũng dụ cho năm thời pháp của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy chúng ta rày đó may đây dân du để quá độ 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày, không hơn không kém, nội hàm của nó cũng như thế. Thưa quý đồng đạo, nếu mình nói về nhân đạo đó quý vị, thì cái công thức nhân đạo Phật học trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo rất là rõ nét. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, quý vị thấy rất là rõ ràng. Chúng ta muốn tạo thành cái nền móng giống như hội trường ở đây, nếu muốn xây lên lầu 1, lầu 2, lầu 3, 1 trệt 2 lầu, chúng ta phải dỡ cái nền móng này lên, đóng cừ dày đặc, đổ bê tông lên từ 5 tấc cho tới 6 tấc, rồi chảy dĩ sắt từ 16 cho đến dĩ sắt 20, quý vị mới xây lên lầu 2, lầu 3. Còn nếu không, quý vị phá cái vách tường này mà giữ nguyên cái nền móng này, quý vị xây lên lầu 1 sẽ bị sụt lún và rạn nứt, vì nền móng quá yếu, phải không quý đồng đạo? Cho nên sách Minh Tâm Bửu Giám của Nho Giáo đó, trong sách Minh Tâm Bửu Giám có câu: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Có nghĩa là chúng ta muốn dục tu tiên đạo, tức là muốn tu tiên đạo, chữ dục là lòng ham muốn. Muốn tu cái đạo tiên thì trước nhất chúng ta phải tu cái nhân đạo, mà nhân đạo không tu thì đạo tiên còn xa lắm vậy. Trong Minh Tâm Bửu Giám vậy thì thưa quý đồng đạo, cho nên muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân. Đây là cái công thức mà cái luận đề này Đức Thầy đã đưa ra. Giống như thầy trò Tam Tạng ông Ngô Thừa Ân, ông chiếu về cái bộ phim Tây Du Ký đó, thầy trò của Tam Tạng muốn đi qua Tây Phương thỉnh kinh thì trên cái công đoạn này phải trải qua 81 nàng, và đồng thời cũng phải đi qua núi Quả Diệm Sơn, và phải dập tắt cái Quả Diệm Sơn ấy mới đến được Đại Lôi Âm Tự.
công thức này không thể nào từ bỏ được. Vậy thì thưa quý vị, nhân đạo chúng ta không bao giờ bỏ được. Bởi vì ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn tại rừng Ta La sông Thọ, Ngài có thọ ký trở lại thời kỳ thứ nhất, Khả Quan Như Lai, tức là Nhiên Đăng Tổ Phật đã lập liên kỳ hội 10.000 năm. Thời kỳ thứ hai thọ ký trở lại cho Thích Ca Như Lai, lập Linh Sơn Hội 5.000 năm. Thời kỳ thứ ba của Di Lặc Phật ra đời thì không thể nào tính hết được số tuổi và số năm con người trụ thế ở thời Long Hoa Đại Hội. Đó là Phật Di Lặc. Nếu ai mà thọ kỳ, nếu ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sanh tử, có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Quý vị thấy phải nói là tuyệt vời. Cho nên Đức Thầy đã hé lộ cho chúng ta biết là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ ngôn sắc lệnh khai kỳ Long Hoa, hay hoặc giả là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôn, có ngày mở rộng quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân quyền cơ mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xin thôi. Hãy nói là tuyệt vời. Đó là lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca cách nay 2500 gần 80 năm trong kinh Tâm Địa Quán. Thời Vị Lai mà pháp ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sanh tử và có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Thì ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta nói quý vị, chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, là Thầy đang dạy chúng ta có phương pháp là có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Còn nếu người nào mà không thích Long Hoa Đại Hội thì ở nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà cũng chờ nữa. Bởi vì Đức Di Đà truyền mở đạo lành, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh, bảo ta truyền dạy. Cho nên quý vị muốn niệm Phật để cầu về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vẫn được. Nhưng đến ngày Long Hoa Đại Hội cũng phải trở về, cũng phải trở về nơi cố hương, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Dù chúng ta có được giảng sanh về bên kia, nơi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đến ngày Long Hoa Đại Hội có ngày mở rộng quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi sử văn quyền cơ mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xin tươi, thì cũng phải trở về chịu dưới sự điểm đạo của Đức Thầy, phải nghe qua ba chàng pháp Phật Thánh Tiên Đông Độ lướt sang miền Nam Địa phân chia đẳng cấp. Tại sao tôi dám nói như vậy quý đồng đạo? Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ chớ theo thần tú, hay là Đức Lục Tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành, lựa làm chi cao chữ học hành biết tỏ ngộ ấy là gặp đầu. Đời của ông Lục Tổ đó quý vị, thì lúc bấy giờ đó cha mất sớm, ông mới tảo tần đốn củi đem xuống chợ Trường An ở xứ Lãnh Nam để đổi gạo đem về nuôi mẹ. Khi ông đi ngang qua cái xóm đệ tử, tức là cái hàng tại gia đó của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, thì lúc bấy giờ đó ông mới nghe hàng cư sĩ đọc ở trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lúc bấy giờ ông đã quát nhiên tỏ ngộ, đồng đạo, quát nhiên tỏ ngộ, nhưng chưa được cái sự điểm đạo và ấn chứng trao y bát lại của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai. Thì thử hỏi đồng đạo mình đó, Ngài Huệ Năng đường đường dám ra làm tổ thứ sáu ở Trung Hoa được không? Không được. Cho nên đó Ngài mới nguyện với Hoàng Thiên Hậu Thổ, và cuối cùng rồi có người mới giúp hai nén bạc và chịu ở đó nuôi mẹ ông. Ông mới tìm đến chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, quy y với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Nhờ có duyên sâu cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai
giao cho ông có trọng trách xuống nhà trù nấu cơm bữa tuổi giả gạo 8 tháng. Và sau cùng nói cái gì? Cái ngày mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sắp sửa viên tịch và truyền y bát lại cho ngôi tổ thứ 6 đó, thì ông đã được đắc pháp. Lúc đó ông mới đường đường chính chính là Lục Tổ Huệ Năng để ra dạy đạo. Còn ông Thần Tú thì không được. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cho nên dù chúng ta có được giảng sanh về nơi cõi cực lạc, đến ngày Long Hoa Đại Hội có ngày mở rộng quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân, quyền cơ mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi, thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu phải chịu với sự điểm đạo và ấn chứng của Đức Thầy. Đây là nói theo sách vở giáo lý của Đức Thầy rõ ràng, chứ không phải là nói theo cái hiểu biết của tôi nghe quý đồng đạo. Đó vậy thì thưa quý vị, cho nên chốn Phật trường đó chúng ta phải ráng trao đức hạnh. Đây là cái phương pháp bí truyền mà Đức Thầy dạy chúng ta để có đủ công năng hàng phục vọng tâm. Vọng tâm có nghĩa là cái tâm phàm, hàng phục vọng tâm để có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội, để cao thân phận rạng danh hiếu để hỏa giả thầy nơi chốn mây rồng. Giống như ánh sáng trí tuệ, nó có công năng để đối trị lại với vô minh. Còn ngọn đuốc và bóng đèn đây, nó có trí tuệ soi sáng đường cho chúng ta đi ở trong bóng đêm và bóng tối. Thí dụ như cái hội trường hôm nay đó, nếu mà không có những cái đèn led này đó quý vị, và những cái bóng đèn này đó, là không bao giờ tôi nhìn chữ thấy được. Mặc dù sáng nhưng mà xung quanh quý vị thấy là tường vách sắt, rồi ở trên thì nóc, rồi lại là có một lớp la phong che chắn nữa, rồi làm sao thấy rõ nếu không nhờ những cái ánh đèn, những ánh đèn led này. Vì vậy mà nhà thơ Nguyễn Khuyến đó đồng đạo, là một nhà thơ lớn ở Bắc Việt, ông có làm bài thơ là nhớ hồi thở trước tuổi thơ ngây, phút chốc rồi già đã đến đây, mái tóc chồm đen chồm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, lập lè bốn mắt trong mờ tỏ, hai mắt của mình rồi hai cái chồng mắt kiến nữa là bốn rồi phải không? Đeo kiến vô mà nhìn, nếu mà đôi mắt của chúng ta nó lên đến là 3 độ mà quý vị đeo cái kiến có 2 độ rưỡi làm sao nhìn thấy được. Cho nên gọi là lập lè bốn mắt trong mờ tỏ khập khẩn, ba chân giả tỉnh sai, thêm một nỗi này e chán ngắt đi đâu quại cối lẫn cùng trời. Cái tuổi già nó khổ gì đó. Còn Đức Thầy nói về tuổi già sao quý vị? Xét nghĩ trong lúc tuổi xuân xanh, đời sống chứng cõi hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng nổi năng bạc thiệp, học hỏi dễ dàng tỏ tay sáng mắt, thấy biết nhiều điều. Ô hô, mà nãy sau răng rụng mắt lờ ù, tay choáng ốc da nhăn má cốt rối mỏi lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp đi đứng xéo xiên, muốn ăn độ tháo bọn trẻ dễ khinh, già đành nhờ cậy đi tay nương gậy phế diệt dân quan, tinh thần hao kém khí lực hầu tàn, thoạt nhớ thoạt quên nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mồi lắm điều lao khổ. Thế nên Đức Phật và Đức Thầy đồng một quan niệm, nội hàm thì có khác, nhưng mà cái nghĩa của nó bên trong đó là chỉ cho tuổi già khổ quý đồng đạo à. Vậy thì thưa quý vị, đây là cái công thức tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Đức Thầy chúng ta đưa ra cái công thức ngắn gọn dễ hiểu, mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ có đủ công năng để có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội, để rồi trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa giả thầy nơi chốn mây rồng. Cái bài quy y vào buổi chiều từ 5 giờ chiều cho đến 6 giờ, tối đa là 7 giờ. Còn nếu chúng đi xa nhà đó quý đồng đạo, chúng ta đi xa nhà đó tới giờ cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá bốn hướng. Còn nếu mà xa nữa đó thì chúng ta cúng ở trong tâm cũng được nữa quý đồng đạo. Cái nghi thức của Phật giáo Hòa Hảo nó rất dễ dàng.
Bây giờ quý vị nghe lại, đây là bài kinh sám hối. Sám giả, sám kỳ, tiền khiên, hối giả, hối kỳ, hối quán. Có nghĩa là chừa bỏ cái lỗi trước rồi giữ lại cái lành sau và tiếp tục phát huy điều lành, không làm điều độc ác nữa. Nếu được như vậy thì tội tiêu quốc hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Vào buổi chiều quý vị thấy người tín đồ Phật giáo hòa hảo nè. Sau khi bông qua nước tương tất rồi, chúng ta mới cầm nhang xá ba xá. Đây là tôi nói cái bài cúng ở Tam Bảo nha. Đây là cái phẩm kinh sám hối mà chúng ta nguyện hàng ngày. Chúng ta nguyện hàng ngày. Quý vị thấy đó, tôn giáo bạn tức là con chiên đó quý vị. Bên tôn giáo bạn là Thiên Chúa đó, Tin Lành. Một tuần lễ như vậy đó, đi đến nhà thờ có hai lần, thứ bảy và chủ nhật. Còn tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta đó, không có nói thứ gì hết. Thể còn sống là chúng ta còn sám hối, ngày nào cũng có hết. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Hay là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Chứ chúng ta đâu phải đợi đến một tuần chỉ có hai ngày, mà ngày nào từ thứ hai cho đến chủ nhật chúng ta đều sám hối cả. Và 365 ngày của 112 tháng chúng ta đều sám hối hết 365 ngày. Và thậm chí có đồng đạo một thời cúng bốn, một ngày cúng bốn thời, rồi ba thời nữa quý đồng đạo. Vậy thì thưa quý vị, nơi bài nguyện ở trước Tam Bảo đó, sau khi chúng ta thắp hương rồi, hay là cầm hương xá ba xá quỳ xuống Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cự Thần, Chư Vị Sơn Thần. Cái chữ chư ở đây là con số đông quý đồng đạo à. Chư Vị Sơn Thần là thần ở trên năm châu, gọi là chư. Rồi chư vị năm non bảy núi mới nói về các vị hộ pháp kim cang trong phạm vi của bảy núi. Còn cái chữ chư vị sơn thần đó là chỉ chung cho tất cả thần trên năm non bảy núi ở trên năm châu. Đến cái phạm vi năm non bảy núi mới nói trong phạm vi của giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương năm Kỷ Dậu 1849 của miền Tây Nam Việt, nơi tỉnh An Giang ngày xưa là Châu Đốc. Nay con nguyện là mình, thí dụ như tôi là Trần Đông Hải, hay hoặc giả là thành viên ban đại diện là ông Duyên Ngọc Phước, hay là ông trưởng ban trị sự của Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất là Phạm Xuân Dũng. Nay con nguyện cải hối, ăn năn, làm lành, lánh giữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Đây là chốn Phật đường, ráng trao đức hạnh. Mặc dù chúng ta làm, chúng ta bởi chữ trao đó đồng đạo là sửa. Chữ trao là sửa. Đức là chúng ta làm việc gì rồi ẩn giấu bên trong, không cho biểu hiện bên ngoài, gọi là vô lậu, tức là không rịnh dột. Còn nếu chúng ta biểu hiện ra bên ngoài, còn chấp nhân, chấp tướng, chấp sự, ôi vân vân và vân vân, đó gọi là hữu lậu, tức là rịnh dột. Giống như cái hội trường ở tại ban trị sự của xã Bình Thủy mà nó đã có bị rịnh dột một lỗ nào, tới mùa mưa rồi đó, nước ở trên nó nhiễu xuống, gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là không rịnh dột, tức là đức. Chốn mật đường ráng trao đức hạnh. Về cái hạnh đó là việc làm từ thiện xã hội ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta làm rồi không màng đến công danh phú quý, không cần ai tuyên dương biểu dương, ôi dân dân và dân dân. Nếu ban tổ chức có muốn tuyên dương, muốn biểu dương thì cứ biểu dương và tuyên dương. Còn nếu lỡ quên đi rồi đó quý vị, chúng ta cũng không màng, không yêu cầu, không biểu hiện giận hờn gì hết. Đó đó gọi là hạnh.
Còn nếu mà chúng ta có cái tính cách muốn cầu danh cầu lợi đó, thưa quý đồng đạo, đó gọi là hữu lậu, còn chấp ở cái hình tướng này. Thì trong kinh Kim Cang Đức Phật cho biết: Hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, như tướng chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức quy Bồ Tát. Duyên tới sau này tu Bồ Đề, nếu người tu hạnh Bồ Tát còn có tướng như, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là hữu di là hữu lậu, thì chừng nào tất cả nhân loại thành Bồ Tát hết, thành Phật hết, cái người chấp này mới được thành. Trong kinh Kim Cang. Rồi Đức Thầy chúng ta trong bài Tỉnh Bạn Trần Gian, ở tại nhà thương chợ quán Năm Canh Thình, thập thủ liên hoàn tỉnh bạn Trần Gian 80 câu. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ rút ra 2 câu để đối chiếu lại với bài kệ Hà dĩ cố tu Bồ Đề ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang. Đức Phật nói 22 năm là nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt sắc, không không sắc chớ lìa xa. Tức là chúng ta trao đức hạnh không cần ai phải biết hết, mà tự mình biết. Giống như ông Huệ Minh trong Pháp Bửu Đàn Kinh, khi lục tổ truyền y bát cho ông đó, xin đứng tránh lại, giảng về tâm Phật cho ông nghe rồi đó, ông nói: Thưa tổ, thưa hòa thượng, mấy mươi năm nay con theo đại thông, tức là ông thần tú đâu vậy, mà không cảm nhận được gì hết, chỉ trong thời gian ngắn sát na thôi mà cảm nhận được tâm pháp của tổ đã truyền cho con. Vậy thì Huệ Minh con đó thọ nhận được cái giáo pháp của tổ, giống như con uống nước nóng lạnh tự con biết. Vậy thì chúng ta làm ở đây đó quý vị, tự chúng ta biết. Mặc dù nói tự mình biết, nhưng chư thần, chư Phật, Đức Thầy đã biết hết. Lưỡng thần, chữ lưỡng là hai nè, tả nam tàu bên tay trái là hữu, bắt đầu là bên tay mặt nè. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước, nơi miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chữ đoan là mối đó quý đồng đạo. Dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng không ngồi, xót thương Lê Thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt ngọc lị trưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào núi. Đó, cho nên đó là Đức Minh Dương thấy như vậy mới không chịu nổi. Làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn sát trần xuống bút ra cơ. Tức là Đức Thầy chúng ta vì lòng đó là từ ái chiếu chăng, thương bất tính tới hồi tai họa, thế nên ngày đã lâm phàm và đản sanh vào ngày 19 tháng 5 kỷ mão 1939, nhằm ngày 15 tháng 1 1922. Thưa quý đồng đạo, ngài đưa ra những công thức để chỉ dạy chúng ta có đủ công năng và đức độ, để rồi chúng ta sẽ có mặt trong ngày diện kiến Đức Thầy chúng ta trợ gót, hay nói đúng hơn là đủ công hạnh để ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền. Vậy thì thưa quý vị, chỗ mà ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường ở đây. Đức Thầy nói rất là rõ ràng, nói rất là rõ ràng: giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Chúng ta làm không màng đến mọi người đáp ơn, nhưng mà bề trên ơn trên đã thấy rất rõ ràng. Bởi vì Đức Phật có quý đồng đạo à, Đức Thầy chúng ta đó là có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, về tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Với sáu thông này giống như thân bằng tăng, mặc bộ sầm nâu tuột thiên lý, một bầu đều hạn. Cái lẽ trời này Thầy còn biết nữa hà, huống chi tâm niệm của chúng sanh mà khi đã khởi lên sao lại không hiểu. Cho nên thưa quý đồng đầu, vì vậy mà cái bài sám hối nay con nguyện cải hối, ăn năn làm lành lánh giữ quy y, là theo về, theo về với con đường Đức Thầy đã dạch rõ, danh ngôn chép để dạch đàn tiên ngài đã chỉ rõ.
đường nào lớn tiếng, đường nào làm người, đường nào thành thinh văn, đường nào duyên giác, đường nào Bồ Tát, và đường nào là chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Sau cùng cái bài khán thủ của bài khuyến thiện quyển 5 năm Tân Tỵ 1941, vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để gạch đàn tiên, những lời hay ý đẹp dù đã trải qua 85 năm nhưng mà vẫn còn lưu truyền, vẫn còn biên chép. Cũng như quý vị thấy vô nơi hội trường này thì quý vị thấy nhìn bên đây, ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Đây cũng là một câu danh ngôn. Rồi quý vị nhìn bên đây, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Cũng là một câu danh ngôn. Danh ngôn là lời hay ý đẹp, lưu truyền lại đời sau mãi mãi và mãi mãi, gọi là bất hủ, không bao giờ mờ nhòa, không bao giờ mờ nhòa. Giống như bài thơ của Lý Thường Kiệt khi xưa đó quý đồng đồng: giặc Tống sang qua xâm chiếm, sợ ba quân tướng sĩ không đủ, không đủ cái sức chịu đựng, và đoàn kết lại chống với giặc Tống. Thế nên ông Lý Thường Kiệt á mới trước tác lên một bài thơ là Nam Quốc Sang Hà, Nam Đế Cư tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lây xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Tạm dịch là sông núi nước Nam vua Nam ở, đành rành đã định tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đây cũng là một câu danh ngôn. Vào năm 2005 tôi đã cùng đoàn đi tham quan Hà Nội, và năm 2003 rồi đến năm 2005 vô bảo tàng Hồ Chí Minh. Khi quý vị ở ngoài bước vào cửa, quý vị nhìn ngược trở ra ngoài thì quý vị thấy cái bảng viết bốn câu: Nam Quốc Sang Hà, Nam Đế Cư, chữ xương sơn son thép vàng. Đây cũng là một bài thơ bất hủ và nổi tiếng. Và khi mà tháng 8 tới đây quý vị trở về nơi gạch giá Kiên Giang, bước vào cái cổng Tam Quan thì hai bên quý vị chắc có thể thấy nhà thi sĩ Đông Hồ, nhà thơ thi sĩ Đông Hồ đã ca ngợi chiến công hiển hách của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Cực, quả hồng nhiệt tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Đây là lời của nhà thơ Đông Hồ đã dịch lại thi sĩ Đông Hồ. Và cái bài thơ trước khi mà ra pháp trường ngày 28 tháng 8 năm 1868, thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đạm khí hữu lâm tuyền, anh hùng nhược nộ vô dung địa, báo hận thâm cừu bất đái thiên. Cũng là một bài thơ bất hủ, cũng là một bài thơ danh ngôn đã lưu truyền lại từ năm 1868 mãi cho đến bây giờ. Khi nhắc lại cũng nghe vẫn còn thơm lừng, phải không quý vị? Theo dịp binh nhung thở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gương mày, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đội trời. Và trong bài nguyện này Đức Thầy chúng ta cũng có lòng vào Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, tức là muốn nhắc về cái lòng trung kiên ái quốc. Giống như trong kinh Minh Thánh có ca ngợi về ông Quan Văn Trường, tức là ông Quan Công đó quý vị. Về ông Quan Công: diện xích tâm du xích, tô trường nghĩa cánh trường, có nghĩa là lòng trung che lấp ánh trời, tinh trung sung nhược nguyệt, nghĩa khí quán càn khôn. Diện xích tâm du xích, tô trường nghĩa cánh trường, lòng trung che lấp ánh trời, khí hùng sông suốt trận đời nể quay, râu dài nghĩa khí càng dài, mặt đỏ lòng đỏ mới trai anh hùng. Còn cái bài thơ của Nguyễn Trung Trực trước khi ra pháp trường ở tại Gạch Giá ngày 28 tháng 8 1868, lòng trung che lấp ánh trời đó quý vị. Cái bài mà tôi đọc rồi đó, thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên đó, có nghĩa là theo dịp binh nhung thở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gương mày,
anh hùng gặp phải hồi không bắt thù hận chan chan chẳng đội trời. Từ ngày ấy cho đến bây giờ nói theo cái bài thơ bất hủ ấy, bài thơ danh ngôn ấy, mà biết bao nhiêu chiến sĩ đã đứng lên hy sinh vì nước, làm cho giặc Pháp phải kinh hồn kinh tâm tán độn. Và cuối cùng rồi đó, giặc Pháp đã cút khỏi miền Nam nước ta, miền Trung và miền Bắc. Bằng chứng là năm 1954 ký kết Hiệp định Geneva, ký kết Hiệp định Geneva. Và cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam, miền Trung, miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng. Đúng với ngày 10 tháng 1 năm 1947, bài mà tặng các anh em chiến sĩ Bình Xuyên đó quý vị, trước khét tiếng trong làng giao lúa lúc quân thù thống trị nước Nam Nam, khách giang hồ tụ ngủ tùng tam quyết khuấy nước trọc trời cho thỏa chí, dân chúng trách đám người không biết nghỉ cứ quanh năm suốt tháng phá hương thôn, vì an ninh giặc Pháp cử binh rồn khi xa lưới phải lao tù nơi hải đạo. Rồi giữa biển bao ngày cơn gió bão về quê nhà tánh cũ cứ nghinh ngang, lúc hoàng cầu tiếng súng nổ vang bừng tỉnh giấc bàng hoàng suy nghĩ lại. Từ thuở bé bao phen tan hại khí kiêu hùng đem lại những chi đấu, nhìn nón sông đượm vẻ ấu sầu lòng yếu nước bắt đầu tim sống dậy. Cờ độc lập Bắc Nam Trung phe phẩy trước gió chiều hãnh diện với lăng Bắc. Đức Thầy chúng ta đã nói trước vào ngày 10 tháng 1 năm 1947, cờ độc lập Bắc Nam Trung phe phẩy trước gió chiều hãnh diện với lăng Bắc. Bỗng phương Âu vô số bọn tham tàn tàu bổm súng đến sang non nước Việt, ách nô lệ dân ta đà chán biết ngân quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng. Chỉ quân Tây thề một tiếng rằng thà cam chết không làm dân bị kỵ. Đây là cái lời thơ bất hủ đã hưởng ứng theo quan Thượng Đẳng Đại Thần ngày 28 tháng 8 1868. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cho nên hôm nay đó, trong hai thời lễ nguyện của chúng ta có đủ hết công năng, có đủ hết ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tự. Nữ nam muốn rõ âm thao ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tự. Bởi vì chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, đức là việc làm thánh thiện bên trong không biểu hiện ra bên ngoài, còn hạnh đó là tham gia công tác từ thiện tổ cơm cháo nước sôi, cất nhà tình thương về đắp cầu bồi lộ. Hầu như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai cũng có chủ trương, ai cũng thích cái việc làm này, ai cũng đều thích. Trong kinh Phật, tức là kinh Pháp Cú, có bài kệ bốn câu: chữ ác mà tác chúng thiện cũng hành, tự tịnh tùy ý thị chư Phật giáo, việc ác đừng làm, việc lành còn làm, tự lắng lấy lòng, Phật dạy như vậy. Hôm nay đó quyết dạy trần nên nói lời thường hay là chẳng nói, vắng dài Phật nọ tức tâm, thì Đức Thầy chúng ta đã rút trong các lược các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này, thấp cao các bậc chớ chày trở ngôn người trí nghe Thầy dạy khuyên, sớm khuya bá tánh cần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề. Ngày đã dắt nước tốt từ kinh Pháp Cú bốn câu, còn lại có ba câu: điều cần nếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Đây là cái chỗ ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường, và đây là chỗ chốn Phật đường ráng trao đức hạnh. Vậy thì câu thứ nhất xin tạm cho qua, đến cái câu thứ hai đó quý vị: chốn Phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng. Nếu mà chúng ta không bền lòng đó thì cuối cùng rồi sau này anh Duy Ngọc Phước bán đồ nhi phế. Giống như Đức Thầy dạy chúng ta đó quý vị, cúng xong ngồi bán già thẳng lưng niệm Phật, nhiều ít tùy theo là sức khỏe của chúng ta. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ước Nhất Thập Nhất Vạn,
Cửu Thiên Ngũ Bá đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Mà chúng ta niệm 37 từ được, rồi chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật có 6 từ ngắn quá, rồi chúng ta nghỉ. Hay hoặc giả là chúng ta niệm hết 2 bài. Câu chánh niệm thiết tha nhiều nổi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn tác việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Đó là chúng ta niệm trong vọng niệm, thì bao giờ thành tựu được đạo quả Bồ Đề và không quý đồng đồng. Cho nên chúng ta phải ráng, phải bền lòng. Chữ bền lòng ở đây là chặt dạ. Khi mình đã phát tâm nay có nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu thiền theo Phật đạo, thì dù cho thịt nát xương tan cũng vẫn quy y theo Phật đạo, nhất định không bao giờ bỏ. Tôi cứ ngỡ rằng ngày 12 tháng 8 năm 2023 tôi đã bỏ xác rồi quý vị, nhưng không ngờ trải qua 3 tháng tôi đã tỉnh lại, và cái trí óc nó khôi phục, nó nhớ hết quý vị, nhớ hết. Hồi lúc 12 tuổi, tuổi đó tôi coi cái bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa và Tây Du Diễn Nghĩa, Phi Long Diễn Nghĩa, những gì tôi coi qua bây giờ tôi nhớ hết quý vị, nó không quên. Hãy gắng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ, chúng ta phải bền lòng. Để tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ở trong cái thời kỳ đó quý vị, Phong Kiến Xuân Thu. Có hai người, có hai người cùng học một thầy, đó là ông Tôn Tẩn cùng với ông Bàn Quyên. Hai người này tìm lên núi Thiên Thai đó quý đồng đồng, để quy y với ông Quỷ Cốc Tiên Sanh, tức là Dương Thiền Lão Tổ ở núi Thiên Thai. Nhưng ông tiên trưởng Dương Thiền Lão Tổ nhìn qua tướng mạo của hai vị đệ tử này, thì người ta đã biết được tâm niệm của đệ tử mình như thế nào rồi. Cho nên nó là ở đó 6 tháng Dương Thiền Lão Tổ không chỉ một pháp nào tu hết. Ông Bàn Quyên đó quý đồng đạo, ông Bàn Quyên đó ông chán quá, ông nói thôi anh Tẩn ơi, mình ở đây gần một năm trôi qua rồi mà thầy không dạy gì hết, thôi tôi với anh đó là bán đồ di phế, bỏ nửa chừng. Rồi ông Tôn Tẩn cũng nghe theo lời của Bàn Quyên, rời núi Thiên Thai đi về, bỏ không học. Nhưng mà trên bước đường đi về đó quý đồng đạo, gặp một ông lão độ khoảng U70 tuổi đang đục một cái đoạn đá xuyên qua. Thì Bàn Quyên đến hỏi là thưa cụ đục đoạn đường này để làm gì vậy? Thì cụ lão U70 đó nói thưa hai tráng sĩ, nhà tôi đó muốn đi qua bên kia chợ để mua rau củ quả, hay là bán cái vật gì để đổi gạo đổi tiền sống ra hàng ngày đổi nhật á, phải đi xuyên qua cái đoạn đường này. Nếu đi tắt thì một khắc tới, còn đi vòng ha, 3-4 khắc nó lâu quá, cho nên hôm nay tôi quyết đục cái đoạn đường tắt này. Ông Bằng Quyên ông nói là thưa cụ, hôm nay đó theo tôi đoán cụ từ U6 cho đến U70, biết bao giờ cụ mới đục xong cái đoạn đường này? Thì cụ lão đó mới nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Dù cho tôi có ngã xuống đi nữa đó, vợ tôi, con tôi, cháu tôi, chắc tôi sẽ tiếp tục đục cái đoạn đường này chừng nào nó hoàn thành, thành tựu được tôi mới thôi. Rồi ông Bằng Nguyên ông cũng làm thinh, ông bỏ đi. Đến kia gặp bà lão U80 tuổi đang mài là cái thanh sắt có đường kính 30, tức là cây sắt quý vị, cây sắt phi đó có đường kính 30, tức là sắt đó là 30 mm đó. Ông cũng Bàn Quyên nữa đến hỏi thưa bà lão mài thanh sắt này để làm gì? Hai cậu ơi, mặc dù là tôi U80 nhưng mà nhà nghèo quá, không có tiền mua kem kim mua lẹm để mà khâu giá áo, cho nên già mới ra sức mày cái thanh sắt này thành lẹm thành kim để người làm kim đặng đỡ đi tốn tiền. Bàn Quyên nghe nói cũng mắc cười quá, thôi bỏ đi luôn. Mới nói với là anh Tôn Tẩn, một người 70 đòi đục đá đi tắt
Một bà lão 80 đòi mài cái thanh sắt có đường kính 30mm, tức là 3 phân đối với đồng đồng, thành cái kim cây lẻm, có nghĩa là còn bằng cái đầu đũa ăn gì đó, rồi hỏi mài bao giờ mới thành tựu. Nhưng mà cuối cùng rồi đó là hai vị U70 vụ 80, nói dù cho có bỏ xác thì thế hệ đời sau tiếp tục mài cũng sẽ thành tựu được cái công chuyện này. Ông tôn tận đối với đồng đạo, giữ cái chí hướng của mình, nhưng mà ông không có thố lộ cho ông Bàn Quyên biết. Bàn Quyên mới trở về thì cái khoa Võ Trạng Nguyên được vua nước Ngụy chọn làm phò mã, chọn làm phò mã. Ông Tôn Tẫn thì trở về lên núi Thiên Thai tiếp tục quy y theo cái chí hướng của mình, đầu tiên đã học với Quỷ Cốc Tiên Sanh Dương Thiền Lão Tổ, và cuối cùng rồi ông đã đạt được cái sở nguyện của mình, đệ nhất Thiên La Tiên Quảng Văn Tiên Tử, được Tây Dương Mẫu cấp cho một cái cặp cờ Hạnh Quỳnh Kỳ và một cặp cờ Ngũ Sắc, rồi một cặp gươm Thư Hùng, đệ nhất Thiên La Tiên Quảng Văn Tiên Tử, tức là ông Tôn Tẫn. Còn ông Bàn Quyên đó quý đồng đầu thì trở về nước Mỹ được làm phò mã. Sau các nước loạn lạc với nhau giống như Thập Bát Phản Dương và 18 nước, cái thời kỳ đó quý vị, thời kỳ của vua Đinh Tiên Hoàng đó, đó thì lúc bấy giờ đó ông Tôn Tẫn ông đứng ra ông tiêu diệt cái ông Bàn Quyên này. Tại vì ông Bàn Quyên đó sau khi được làm phò mã ở nước Mỹ rồi, ông ta quá tàn nhẫn, không có nghĩ gì về tình bạn bè và không biết thương nhân loại. Ông ra trận chỉ biết được mạnh được yếu thua, nếu ông thắng thì ông hạ hết, ông diệt hết, không chừa một ai hết. Cho nên cuối cùng rồi đó, Quỷ Cốc Tiên Sanh sai Tôn Tẫn hạ sang và bắt Bàn Quyên. Sau cùng Bàn Quyên chết tại Mã Lăng Đạo, thưa quý đồng đạo. Cho nên chúng ta phải bền lòng như câu chuyện mà chúng tôi đã kể vừa rồi ở trong thời Phong Kiếm Xuân Thu như vậy đó. Còn nếu mà giữa chừng mà chúng ta không bền lòng thì làm gì rảnh được trần ai? Phải bền lòng mới rảnh trần ai. Vì hằng ngày chúng ta nguyện, nay có nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh dữ quy theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo hay hoặc giả là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Dương Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng. Trong này có mình, trong này có mình, Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Rồi Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, hay Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Đây là Đức Thầy chúng ta đã dắt nước cốt của Phụ Mẫu báo hiếu ân trọng kinh, để hàng ngày chúng ta báo hiếu và làm lễ du lan cho ông bà tổ tiên cha mẹ quá giảng. Chữ du lan là gì? Phiên âm của tiếng Phạn là du lan. Người Tàu mới dịch ra là giải đảo huyền, tức là cởi trói sự treo ngược, cởi trói sự treo ngược. Giống như cha mẹ ông bà tổ tiên ta bị tội, rồi sau khi chết linh hồn bị đọa xuống địa ngục treo đó quý vị, cái đầu dẫm xuống dưới và cái chân trở lên, cho nên gọi là cởi trói sự treo ngược, nghĩa của nó là giải đảo huyền. Thế nên hôm nay đó Đức Phật mới chỉ cái cách rằm tháng 7 là ngày tự tứ mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày đồ ăn trăm món trái cây trăm màu để chúng ta cầu nguyện, và nhờ cái sức chú nguyện của tất cả các chư tăng mười phương quy tụ trở lại để làm cái lễ giải đảo huyền cởi trói cho bà Thanh Đề mẹ của ngài Mục Kiền Linh. Nhưng mà ngày hôm nay đó Đức Thầy dạy chúng ta đó, Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương, là chúng ta một là nhờ ơn Đức Phật, hay là nhờ ơn Đức Thầy. Quý vị thấy nếu chúng ta sắp theo trình tự mà nó có mang tính logic đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ở đây là Phật, rồi mới tới Thánh, rồi mới tới Tiên là thứ ba rồi, Đông Độ lướt sang miền Nam Địa phân chia đẳng cấp,
Vậy thì ở đây chúng ta nhờ ơn Đức Phật như bài cầu nguyện cho người chết đó: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, hay giấy Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện. Thí dụ ông già tôi là ông Trần Văn Quán, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền Cực Lạc. Thì quý vị thấy đó, trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, không có ai bằng Phật được hết, phải không quý vị? Vậy thì ở bài Thu Đã Cuối, Đức Thầy viết vào năm Canh Thìn 1940, trong khoảng tháng 9, tức là cuối tháng 9: Thu đã cuối, bắt lai rai thổi xét, cõi lòng chạnh nổi thương tâm. Và ở có phần 2 phần 3 trở về sau có một đoạn: Nguồn bạch thủy trăm ngần mát mẻ, múc lưới vào độ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật muôn nghìn, cõi lành nắm chặt ắt mình thảnh thơi. Tức là Nam mô Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Rồi mới đến Nam mô Tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân, từ tâm bá cái giải thoát mê linh. Mới tới Ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh, dây đắc đạo quả. Theo kinh Phật thì kinh Phật cho biết, cái người mà chưa được đắc đạo mà muốn cầu nguyện cho người khác đắc đạo, đây là chúng ta tu nhân Bồ Tát. Tức là chúng ta đang tu cái nhân Bồ Tát. Mà quý vị có tu nhân Bồ Tát thì làm gì không hưởng được cái quả Bồ Tát. Ba lần Đức Thầy nhắc về cái từ Phật đạo và đạo Phật. Đạo Phật là cái nhân, đạo Phật là cái nhân, còn Phật đạo là cái quả, tức là cái kết quả. Vậy thì đạo Phật là chúng ta mới có bỏ cái hạt xuống, tức là mới gieo giống. Trưởng qua hoàng đắc qua, trưởng đậu hoàng đắc đậu. Trồng dưa thì được dưa, còn trồng đậu đắc đậu, nhưng mà chúng ta chỉ mới gieo hạt thôi, gọi là đạo Phật. Còn Phật đạo đó, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu thiền theo Phật đạo, là kết quả của nó. Con nguyện chừa bỏ lỗi trước, rồi giữ lại cái lành sau, và tiếp tục phát huy điều lành, cuối cùng con sẽ được thành Phật. Kim Cổ Kỳ Quan, ông Nguyễn Văn Thới là một tín đồ đệ tử trung thành của vị tổ thứ hai là ông Trần Văn Nhu trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông có xác nhận tu hành không Phật thì tiên, chẳng dương thì bá, cũng quyền công khanh. Thương Trần ta cũng ráng thề, lời Đức Thầy nhân quý đồng đạo. Thương Trần ta cũng ráng thề, đặng cho Trần thế liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Quý vị thấy là rất ngon lành. Cũng đồng quan niệm, tức là cái nội hàm cũng giống như lời của Kim Cổ Kỳ Quan, ông ba đã xác nhận. Tu hành không Phật thì tiên, chẳng dương thì bá, cũng quyền công khanh. Vậy thì thưa quý đồng đạo, nhờ chúng ta nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu thiền theo Phật đạo, mà cuối cùng rồi đó là ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Một lần này thôi quý vị là đã xóa mờ hết những tội chướng mà chúng ta đã tạo từ nhiều tiền kiếp. Nhờ phương pháp này mà nó sẽ dừng lại. Cho nên ông Phan Châu Bá ở Long Xuyên đó, trước kia ông là sống trong hàng ngũ binh chủng, tức là quân nhân. Ông có hỏi Đức Thầy quý vị, ông có hỏi Đức Thầy về cái phương pháp tu đó quý đồng đạo. Đó thì Đức Thầy cho biết đó, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Tức là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại nón bồng. Cái phương pháp tu đó, niệm Nam mô A Di Đà Phật là chúa của các pháp môn. Đây là cái pháp môn đó, là nương vào cái tha lực từ bi quái lực, nhiễm sâu hầu có độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nhưng thưa cùng với quan khách và đồng đạo ở đây, Đức Thầy chúng ta đó lòng thương Lê Thứ Đáo Ta Bà, thời chuyển pháp luân dựng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, giải răng kẻ tục vượt nê hà. Chúng ta muốn cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, muốn được như vậy và giải răng kẻ tục vượt nê hà, thì phải y hành theo giáo lý của Đức Thầy, vừa có tu thiền và vừa có tu tịnh.
Như ở quyển 5 năm Tân Tỵ 1941, phẩm kinh này bà tựa là Khuyến Thiện, Đức Thầy sáng tác tại nhà thương chợ quán năm Tân Tỵ, 776 câu. Nhưng chúng tôi rút ra một đoạn để chỉ cho quý vị thấy, Đức Thầy dạy phương pháp tu thiền trước rồi tịnh độ sau, rồi có chỗ Đức Thầy dạy tịnh độ trước và thiền sau. Chẳng hạn như dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, đó là tu thiền. Tự lực kháng sinh dương lên, tự mình làm tội, tự mình sám hối, tự mình đói bụng, tự mình đi kiếm ăn, tự mình khát nước, tự mình kiếm nước để uống, khỏi phải nhờ cái sức tha lực của ai đem lại. Cho nên gọi là dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, đây là tự lực, là thiền. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành là tịnh. Tức là trong thiền tâm có tịnh độ, hai pháp này Đức Thầy đã dung thông. Có thiền tâm có tịnh độ, dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét là thiền. Ráng cần chuyên niệm Phật làm lành là tịnh. Đầu tiên qua cái đoạn kệ này, tu thiền trước, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Vĩnh Minh thiền sư có bài kệ: có thiền tâm có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ, hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Quý vị thấy phải nói là tuyệt vời. Chúng ta vừa làm đó là đạt được cái pháp thiền tịnh song hành rồi đó, làm thầy trời người, rồi vị lai tức là cái đời sau chúng ta được làm Phật tổ đó. Vậy thì thưa quý vị, còn nhiều nữa, còn nhiều nữa mà Đức Thầy đã dạy chúng ta trong thiền tâm có tịnh độ. Chẳng hạn như cái môn hoàng diệt, nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi giữ tâm thanh tịnh làm việc nhưng từ không làm hờn giận chẳng giả ghét anh, tu thiền bắt chánh đạo. Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, đó là phương pháp tu thiền, giữ tâm thanh tịnh làm việc nhưng từ không làm hờn giận chẳng giả ghét anh, đây là phương pháp tu thiền chuyên tâm niệm Phật là tịnh độ. Ở môn hoàng diệt tức là trong thiền tâm có tịnh độ. Rồi bây giờ trong tịnh độ có thiền tâm đây, còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Nếu được một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh và các tình dục còn đâu mà sanh ra được. Đó, cho nên nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Vậy thì rút trong các lược các kinh tùy lòng không hết làm in giảng này, cái đoạn văn mà niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn. Niệm Phật hai từ, nhất tâm bất loạn là bốn từ, nhất tâm bất loạn chỉ bốn từ thôi mà Ngài đã dắt nước tốt 12 năm. Đức Phật thuyết kinh A Hàm, thuyết kinh A Hàm, A Hàm thập nhị là 12 năm, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, đó là kỳ thời kỳ thứ hai. Nhưng mà ngày hôm nay đó, năm chư Phật có bốn đại đức, năm 1942 Đức Thầy đó là dắt nước cốt lại chỉ có bốn từ rút trong các lược các kinh. Trong kinh A Hàm nguyên văn của nó là lập trường nguyên lai của Phật giáo, không luận tiểu thừa hay đại thừa, không phân biệt trường trai hay kỳ trai, mà chỉ chú trọng vào thực tiễn thực lý của nó là làm thế nào để đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, đó là bản chất của thiền. Một đoạn kinh trong trường A Hàm mà tôi quyết chí tôi học thuộc chỗ này đó quý đồng đồng, thì tôi thấy là Đức Thầy đã rút ra từ kinh trường A Hàm. Cho nên khi chúng ta niệm đến nhất tâm bất loạn là chúng ta đã đạt được cái bản chất của thiền. Vậy thì đầu tiên chúng ta niệm Phật để trừ vọng niệm của chúng sanh, nhưng cuối cùng rồi đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị đã trong tịnh độ có thiền tâm. Thì đây đúng như cái bài kệ của Vĩnh Minh thiền sư nói rất là rõ ràng: có thiền tâm có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ, hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Và bài thơ bốn câu Cư Gia Vô Danh Cư Sĩ đó quý vị: vô thượng phẩm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Chữ cư là chúng ta ở, gia là ở tại nhà, tức là hạng tại gia cư sĩ. Bàn xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ.
tịnh độ là hành phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật. Chư gia tịnh độ tâm viên mãn là cái lòng của mình, chữ viên là tròn, còn chữ mãn là đầy. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Chữ sĩ ở đây là hiệu của Đức Thầy, chẳng hạn như cuồng sĩ, rồi sĩ điềm tịnh tiểu nhân lấn lướt thời dẫn hèn dụng nhược thắng căn, cũng là cái biệt hiệu, cái hiệu riêng của Đức Thầy chúng ta. Chữ xuất có nghĩa là ra, ngài ra văn từ để chỉ chúng sanh, chỉ chúng sanh phương pháp tu hành, dốc dạy khuyên. Cuối cùng rồi đó, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, xả nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn tâm trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tốt, tâm lìa cõi mê. Quý vị thấy phải nói là tuyệt vời. Vậy thì chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, tính từ năm 624, 30 năm sau khi Đức Phật đã thành đạo, tính tới bây giờ là 2580 năm Phật lịch. Nhưng mà nhắc lại câu chuyện Phật thành đạo vẫn còn thơm lừng. Từ ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939 cho đến ngày 18 tháng 5 2024 đây, là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tròn 85 năm. Rất là cao siêu. Tính từ năm Kỷ Dậu 1849 khi giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời, vị khai sáng giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương năm Kỷ Dậu 1849 là Phật Thầy Tây An, chính danh là Đoàn Minh Quyên, đản sanh vào ngày 15 tháng 10 năm 1807. Đó là vị giáo tổ đầu tiên đã sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, và cũng có liên quan đến Phật Thầy Tây An, đã liên quan đến Đức Thầy chúng ta. Lời của người di tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc. Và tới ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856, ngôi tổ Bửu Sơn Kỳ Hương đó truyền lại cho người thứ nhất là Cố Quảng Trần Văn Thành trong năm Bính Thìn 1856. Và cái người kế truyền vị tổ Bửu Sơn Kỳ Hương thứ hai đó là ngày 21, trước ngày 21 tháng 2 năm Quý Dậu 1873, đó là con trưởng nam của Cố Quảng Trần Văn Thành, là ông Trần Văn Nhu, cũng trong tháng 3 này, ngày 25 tới đây, ngày 25 tới đây là ngày kỷ niệm đáo lệ hàng năm ngày viên tịch của vị tổ thứ hai, là ông Trần Văn Nhu. Ông đã bỏ xác vào ngày viên tịch, ông đã viên tịch vào ngày 25 tháng 3 năm Giáp Dần 1914 ở tại quận Ba Ngọn tỉnh Gạch Giá ngày xưa, ở tại quận Ba Ngọn, bây giờ gọi là xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Vào ngày 25 tới đây cũng có hai giáo lý viên trung ương học cùng khóa với tôi, một là Quỳnh Tầm Pha, hai là ông Nguyễn Thế Cường ở thành phố Cần Thơ, trở về đó trong ngày 25 đó để thuyết giảng đó. Vậy thì thưa quý đồng đạo, chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, tính từ năm Kỷ Dậu 1849, tính từ ngày 18 tháng 5 1939 cho đến bây giờ, thì quý vị thấy đã trải qua 85 năm, rất là còn dài. Khó gặp chữ không thông. Khó gặp chữ không thông ở đây đó là trên bước đường tu, chúng ta không bao giờ gặp cái thuận duyên, rồi cũng chẳng bao giờ gặp cái nghịch duyên. Có khi đó là chúng ta tu mà con vợ lại không tu, phải không anh Phước? Rồi có khi chúng ta đó là không tu mà vợ con tu, rồi tất cả các chị, các cô, các em tu mà gia đình nó là không cho. Đó là quá khó gặp chữ không không. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn có. Không ai là thuận duyên hết, không ai là nghịch duyên hết. Nếu đường đời mà bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt có hơn ai, phải không quý đồng đạo? Cho nên chúng ta khó gặp cái thuận duyên mà khó gặp cái nghịch duyên. Dù có gặp nghịch duyên hay là thuận duyên, đây đó là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàng thối chí cùng chăng,
nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thánh. Chúng ta phải bền lòng, chúng ta phải chặt giả, phải bền lòng quý vị, cho được hiền từ, hết khổ lao thì tới vui cười. Chứ đâu phải mà chúng ta gặp cái chữ khó hoài, cam lân khổ tận cam lai, có nghĩa là cái sự khổ mà nó đã hết rồi đó, chữ tận là cùng rồi, thì cái sự ngọt, cam là ngọt, tức là điều thuận duyên, điều vui vẻ nó sẽ đến, lai là trở đến, gọi là khổ tận cam lai. Hết cái sự khó thì cái sự là vui mừng ngọt ngào nó sẽ đến với chúng ta. Chỉ thì bấy lâu nay khi quý vị đã phát tâm, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, thì có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển cùng ngồi xử văn, chứ có gì đâu, quyền cơ mái tạo xây dần, đồng về Phật cảnh mười phần sinh tươi. Ngày đó chắc ăn là trong cuộc đời của chúng ta, có người thì 1-2 năm khi theo đạo cũng biết trước được 5 tháng ngày giờ ra đi, rồi có người theo đạo suốt cả cuộc đời, như trường hợp của cô Út, cô Út có gì, cô Út Đồng đó, bà Nguyễn Thị Đồng đã phát tâm tu theo giáo lý của Đức Thầy. Hồi lúc mà cô bỏ xác đó là ngày 26 tháng Giêng năm 2022, cô biết trước được 3 ngày, ngày 26 rồi đến ngày 23 nè, cô nói trước với đồng đạo, nhờ Đoàn Thị Bảy, tức là giáo lý viên cùng với đồng nghiệp với chúng tôi ở khóa 1, dắt cô đi ra mồ mả của cha mẹ, rồi con mới quỳ xuống nói thưa cha mẹ, ngày xưa con khi phát tâm tu hành, cha mẹ nói đồng à, khi con tu đó là phải đạt được cái pháp tu, còn nếu không đó thì đừng nhìn mặt tao nữa nghe đồng. Nhưng bây giờ hôm nay vào ngày 26 tháng Giêng, tức là ngày 23 tháng Giêng năm 2022, cô nói đó, cô nói là ngày 26 này cô sẽ về nơi cõi vĩnh hằng, và nhờ giáo lý viên Đoàn Thị Bảy dắt ra ngoài mộ, ngoài cái mộ của cha mẹ, và cô đã tâm sự với cha mẹ, rồi cho đến ngày 26 tháng Giêng năm 2022, cô biết trước được 3 ngày cô trở về nơi cõi vĩnh hằng. Lúc bấy giờ cô thọ 80 tuổi quý đồng đồng, cô sanh năm Quý Mùi, năm Quý Mùi, tới năm nay đó là cô 82 tuổi. Gần đây thôi là cô Võ Thị Đồng ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, và xa hơn nữa đó là ông cư sĩ Võ Văn Giỏi cũng biết trước được 3 tháng vào ngày mùng 6 tháng 9 năm Quý Tỵ 1953, ông đã giảng sanh về nơi cõi Phật, biết trước 3 tháng. Giống như Đức Phật ngày xưa đó quý đồng đầu, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, thì Đức Phật báo trong giáo hội đó, biết trước được 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch. Ở đây đó là ông ký giỏi, cư sĩ Võ Văn Giỏi, soái phủ Nam Kỳ, nhờ tu theo giáo lý chân truyền của Đức Thầy, có gặp chữ không không mà có, cuối cùng rồi ông cũng biết trước được 3 tháng. Đây là quả vị Phật quý đồng đầu, thượng phẩm thượng sanh, bởi vì ở cõi Cực Lạc tu pháp môn tịnh độ đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm trung sanh, trung phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm trung phẩm hạ sanh, rồi tới ba pháp, ba cái là bậc thấp sau cùng đó là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Đó gọi là cái cõi Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm, chín phẩm khi chúng ta niệm Phật. Ở đây thì ông cư sĩ Võ Văn Giỏi, ông đã đắc vào cái thượng phẩm thượng sanh, biết trước được, biết trước được 3 tháng trước khi ông về cõi Phật. Còn nói về cái phương pháp tu thiền đó quý vị, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, tức là chúng ta về nơi cõi vắng lặng ở niết bàn. Niết bàn có rất là nhiều cõi niết bàn, nhưng ở đây chúng tôi ra đưa ra hai cõi niết bàn, một là hữu dư y niết bàn, hai là vô dư y niết bàn.
vô dư y niết bàn, tức là niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Chữ niết là bất sanh, còn chữ bàn là bất diệt, có nghĩa là chúng ta không sanh vọng tâm, không sanh phàm phu, rồi bất diệt là không diệt chân tâm đó, cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Vậy sự thương quý lần đầu có gặp chữ không không, nhưng cuối cùng rồi chúng ta sẽ vẫn có. Bởi vì ai mà ta dạy chẳng dừng thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Cũng có người chờ đó, nếu chúng ta giải đãi tu theo giáo lý của Đức Thầy, dậm chân ở tại chỗ, dậm chân ở tại chỗ, chay bốn bữa ấy là quy tắc. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo tiện, mà bia chúng ta cũng vẫn uống. Rồi đi đám tiệc chúng ta cũng vẫn uống lễ rượu, lễ rượu nghĩa. Thì cuối cùng rồi đó, không phải là người tín đồ thuần tí của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cũng có người đợi chờ chúng ta nữa, mà cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, hay hoặc giả là chốn âm ti ngu đầu mã diện đang trong ngày tới số bắt hồn. Cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Còn nếu chúng ta tinh tấn cao thân phận rạng danh hiếu đệ, sẽ được thọ giả thầy nơi chốn mây rồng. Thì hai người đợi chờ chúng ta, một cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, hai là Đức Thầy chờ chúng ta, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quý khôi non thần, gian chuyển cùng ngồi xử văn, quyền tơ mái tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi. Thánh tiên vừa nhếch miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Thưa quý vị, qua bốn câu chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai chuyện cao siêu. Phật pháp còn dài khó gặp chữ không không mà có ở bài Sa Đéc 4 câu 28 từ. Tôi cùng với quý vị tìm hiểu và chia sẻ đến đây, xin tóm kết lại. Và trước khi dứt lời, xin chúc cho toàn thể quý quan khách và chư đồng đạo chúng ta trên dưới 100 người, trên dưới 100 người, non nước tuy xa đâu cũng trời, cũng trời, cũng Phật, cũng an nơi, một tâm chí nguyện cho tròn đạo lòng, chớ lo chi sự đổi dời. Hay hoặc giả là nguyện thử chung thân siêu pháp giới, nguyện thử chung thân siêu pháp giới, thiết di ưu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng duyên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Có nghĩa là nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành, nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Lễ phép kính chào toàn thể quý đồng đạo và quý quan khách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.